độ mình nó phải tương xứng hợp với dòng xe. Quá chậm thì quá nhanh. Thank you.
video lát cho người ta biết là mới phút sinh đường vợ trái. Dù có hẹn một thầy thuế đây. Đây là một cái tòa nhà tượng trưng cho khu này từ hồi nguyên thủy tới giờ. Khu Lai là có hai con sư tử đó. Thôi giờ mình cũng quay nhà để mình lo công việc.
doanh thu trên này là của người Việt mình nhiều, đi chợ trên này thì đồ phong phú, thức ăn Việt Nam được nhập từ Việt Nam qua nhiều. Giờ là mình đi chợ gọi là chợ Maxim, nằm ngay khu Grand Century Mall nha. Cái khu này là sau này được mở để phục vụ người Việt Nam mình. Hồi nãy cái khu đó là khu xa xưa lắm rồi, bây giờ khu này khu mới, mới khoảng mười mấy hai chục năm nay. Trời hôm nay mưa buồn quá. Mình phải đi chợ cho nhanh để mình ra khỏi vùng này cho nhanh, chứ không là kẹt xe dữ lắm. Vừa mưa mà vừa giờ đi làm về. Cali là luôn luôn kẹt xe hơn những tiểu bang khác nha, vì dân chúng số dân ở về đây đông, với khí hậu tốt, công ăn việc làm thì nhiều, cho nên nhà ở California rất là mắc mỏ. Khí hậu thì dễ chịu, nhưng năm nay thì bị bão tuyết, cũng những tiểu bang khác thì ảnh hưởng của thời tiết xấu, cho nên năm nay mưa nhiều hơn, mưa ướt át ảm đạm nhiều. Phía trước là cái đèn giao thông, thì mình đang đứng trong cái lane gọi là rẽ trái only. Họ có đề chữ no U-turn, mình không được U-turn nha. Đi lane nào thì mình vẫn phải keep cái lane đó để mà try không được qua lane người ta, vì cái đoạn này qua lane không có an toàn.
độ mà quẹo á, mình qua một hồi đi rồi mình thẳng xin được, ví dụ mình muốn chuyển. Bây giờ là 11:20 ngày thứ tư 29 tháng 3 năm 2023, mình đang ở miền Bắc California nha. Đường họ chia cái làn đường rất là rõ ràng, trời mưa thì nó hơi mờ thôi nhưng mà vẫn thấy được rõ những cái đường cản á, sơn màu trắng khoảng cách. Buổi tối nó sẽ hiện lên những cái đèn chiếu sáng đó, những cái cụm đèn của dưới đường đó nó có chiếu sáng để ta dễ thấy ban đêm, không có đi nhầm lên kiểu nhau. Cái khoảng cách giữa xe với nhau thì đừng đậu sát quá nha. Phải giữ cái khoảng cách cho nó có sự an toàn. Mình phải nhìn được thấy cái bánh xe của phía sau, bánh xe sau của xe trước mình á, thì mình dừng lại. Đó là khoảng cách để mà mình giữ an toàn. Bây giờ là mình xin đường qua bên phải nha, tại lát nữa mình phải quẹo phải vô cái trung tâm chợ mua sắm này. Đây là đến một cái khu gọi là Grand Century nha. Nó nằm ở trên đường Story với lại cắt giữa góc cái mặt lắp lên này. Đây là những cái nhà hàng Việt Nam mình nhiều lắm. Ở trong này có chợ. Mình sẽ vô chợ Maxim. Chợ này bán đồ Việt Nam nhiều. Nơi này là nơi tập trung cuối tuần là người Việt mình đi uống cà phê, đánh cờ tướng, đi ăn. Còn nhà hàng bên đây là chỗ parking lot, đó là khu trung tâm Grand Century bên trong đó. Còn bên trái này là nhà hàng Dynasty của Chinese, là nơi tổ chức lễ cưới. Nhìn cho mình tìm chỗ đậu xe để mình đi chợ. Trước mình là cái nhà hàng Rong Biển, nhà hàng này ăn đồ ăn Việt Nam nhiều ngon, giống như đồ ăn gia đình như là canh chua, cá kho tộ. Bây giờ mình đi qua chỗ để mình đi chợ nha. Đến chợ Maxim, bên trái mình là khu Grand Century, gọi là cái mall đi. Giờ mình tìm chỗ đậu xe để mình đi chợ nha. Đây, chợ Maxim là nằm bên này, cái tòa nhà vàng vàng này. Mình đi cửa sau. Giờ mình ráng đi chợ nhanh để mình ra khỏi vùng này cho sớm, không thôi là kẹt xe. Đó, bên khu bên đó là Grand Century. Giờ mình vô chợ ha.